Xin chào buổi sáng các em nha. Không biết là sáng các em đã đi đâu chưa? Còn chị thì đang cập nhật búp bê mới cho các em đây. Đợt vừa rồi búp bê khổng lồ của chị về là chỉ có 3 bạn thôi và ai cũng thích hết, cho nên là hết hàng. Ngày hôm nay chị cập nhật thêm 6 bạn búp bê khổng lồ nữa. Cho những bạn nào mà chưa mua được thì có thể đăng ký mua. Đặc biệt là có 2 em mới này nha. Đó, hôm bữa là mình không có các em màu xanh này, thì ngày hôm nay chị sẽ quay kỹ cho các em nè ha. Là em màu xanh dương, có đính ngọc trai ở trên tóc nè, rồi ở trên cổ nè, váy màu xanh ha, rất là nhiều ren và rất là đẹp luôn. Còn em màu trắng này thì cũng đội một cái nón tương tự như em màu xanh nha, một cái nón là giống như là phong cách cổ điển á, của quý bà những cái thập niên 70 rồi đó mấy em. Đây ha, váy trắng lộng lẫy luôn. Đây. Và bây giờ thì chị sẽ khui thùng ra nha, cho các em xem kỹ hơn. Và đây chị đã lấy ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết của bạn búp bê màu xanh này nha. Đây các em xem, vẫn là hàng lông mi thật nha, cong vút luôn, cái miệng chúm chím dễ thương. Ở trên đầu nè thì lại có cài rất là nhiều ngọc trai. Đó, và có cả những viên đá lấp lánh như thế này nữa. Tóc của bạn này thì là có màu nâu nha, một màu nâu thôi, rất là giản dị mà rất là xinh đẹp luôn. Phần trên đây thì là một cái nón có cài hoa, cài nơ, giống như là nón của Lý Nhã Kỳ rồi đó mấy em, những nhân vật nổi tiếng đó nha. Đó, rồi. Trời ơi đẹp quá đi, viên ngọc trai to ơi là to luôn trên cổ nè. Rồi còn có đính đá nữa chứ, quá xinh đẹp luôn nha mấy em. Đặc biệt là cái váy ren, các em xem nè, đây váy ren ha, phần tay ren nè, xong rồi xòe ra nè, ở đây cũng vậy luôn. Để chị xem coi có khớp không. Ok, có khớp nè nha. Rồi để chị đếm coi bao nhiêu lớp ren, các em xem nè, 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp và thêm 2 cái lớp lưới tạo độ phồng cho cái ren nữa nè, cho cái váy nữa nè. Quả là cái váy rất là chất lượng và đẹp đúng không? Đó, các em xem từ vải vóc, chất liệu ren rất là xịn luôn. À, tóc cô ấy dài đến đây nha. Đây, tóc của búp bê dài đến đây. Đây là đôi dép nè. Và đây là phần tất lưới nha, mà bằng ren luôn, rất là sang trọng và đẹp. Có khớp cổ chân, khớp gối, khớp đùi. Và ở phía trên đây thì chắc là sẽ có khớp eo nha. Đây nè mấy em, khớp eo. Ở giữa của cái phần này lại có một cái nơ màu nâu rất là dễ thương nữa nha. Và các em hãy nhìn bạn này xem. Đó, bạn đó rất là đẹp. So với lại bạn váy trắng và bạn váy hồng thì ai đẹp hơn đây ta? Váy kem nè chứ. Đó, váy kem nha. Mỗi bạn một vẻ đẹp, đúng là chị không biết ai đẹp hơn ai luôn. Tên tên, tiếp theo, xin chào búp bê mắt đáp váy trắng. Wow, cô ấy đeo một cái vòng hoa hồng ở trên đầu nè. Ở phía trên đầu thì cũng có một cái phần giống như lúc vậy đó, có ngọc trai rung rinh rất là dễ thương luôn. Ôi, ở trên áo nè, ở trên vai cũng có hoa, hai bên nha, hai bên, rất là dễ thương. Tóc của cô này thì màu vàng nha mấy em. Rồi ở ngay chỗ eo thì sẽ được trang trí là một cái nơ màu tím trắng. Đó, áo này là áo dạng như là cái xuống như thế này, có cái miếng ngang này, cái kiểu này rất là đẹp luôn á. Và bạn này cũng có sợi dây chuyền. Rồi ha, phần váy nè có 2 cái lụa nè, màu tím rất là dễ thương, có một tầng vải ren màu trắng nè, rồi thêm một lớp ren trắng nữa nè, thêm một lớp nữa nè, và đến là lớp von. Ở đây thì cũng có khớp tương tự nha, khớp cổ chân, khớp gối, khớp đùi và đến là khớp eo. Rất là dễ thương đôi giày đây. Còn hai bạn này thì ở video trước chị đã mở hộp thùng cho các em xem rất là kỹ rồi, cho nên video này chị không mở lại nữa nha. Đó, bạn này thì là có cái áo dây da có khóa rồi, rất là đẹp ha. Tóc thì là như thế này, tóc màu đen. Bạn này thì có bính hai bên có nơ màu hồng. Đó, phần ren thì là ren trái tim. Mỗi bạn đều có một vẻ đẹp riêng. Mấy bạn này á, là nếu như mà đứng thẳng như thế này á, thì là cao 45cm. Tuy nhiên nếu như mà mang đôi guốc này lên nữa thì sẽ được là 50cm nha mấy em. Đó, giá của mỗi bạn là 600.000 đồng.
Các em muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707. Và dĩ nhiên mua em búp bê này các em đã được giảm 50% tiền ship nha. Đó, mua em búp bê này chúng ta sẽ được giảm 50% tiền ship. Bởi vì bạn này là trên 400.000, quá đẹp luôn. Và đây xin mời em cùng các em cùng ngắm lại bốn bạn của chúng ta nha. Một bạn là váy kem tóc đen, bạn váy hồng tóc vàng, rồi bạn này thì là váy trắng tóc vàng, đến bạn váy xanh thì là tóc nâu nha. Đây là nguyên bản có hộp, còn cái này á là mới, cho nên là chị mở cái hộp ra cho các em kiểm tra kỹ hơn. Và cũng là búp bê khổng lồ thì đây, tàn tàn tàn, đó là cô bé người Nga. Cô bé này cũng có hàng lông mi thật luôn nha mấy em. Đây nè, chị cho các em xem. Đó là lông mi thật. Miệng rất là chúm chím, khuôn mặt bầu bỉnh ha. Cô bé cột tóc hai bên như thế này đây. Có cái nón nữa nha. Và đây, mở nón ra thì trong cô ta có dễ thương không? Cái nón hết sức là dễ thương. Phù hợp với bộ đồ ở phía dưới. Wow, bộ đồ cũng có một em bé thắt bính hai bên nè. Đây là cái áo ở bên trong nha, cái phần áo đầm ở bên trong có hoa ren nè, nơ nè, rất là đẹp luôn nha. Kèm theo là viền sọc như thế này. Ở bên ngoài thì cô bé có khoác một cái áo chấm bi màu hồng, có viền ren ở cổ. Ở phía dưới là đôi giày nha. Búp bê này chị đã từng giới thiệu, mình có thể tháo giày ra luôn. Wow, và em bé có mặc quần luôn nha. Phần thân thì rất là mềm. Yeah. Ở trong đây nè sẽ có cái loa, cái pin nha mấy em. Các em nhấn vô ha, sau khi mình tháo cái miếng này ra thì búp bê sẽ hát nha. Còn đây là đôi tay của búp bê nè, rất là dễ thương luôn. Đó. Và em bé này có giá là 120.000 đồng nha. So với em bé này thì là 600.000 đồng. Đây, các em có thể so sánh ha. Em này thì nhỏ hơn một chút. Đó, và form là form của búp bê người lớn. Còn em này là form Barbie. Yeah. Và sáng đây thì chị cũng sẽ giới thiệu luôn với các em dòng búp bê Barbie, búp bê em bé đó, 120.000 đồng nha. Em bé này có mái tóc nè, các em xem nè, nhiều ơi là nhiều luôn, tóc xoăn nhẹ nha. Đây, bạn nào mà thích những em bé tóc nhiều thì đây là mẫu em bé tóc nhiều cực kỳ dễ thương. Em bé có cặp mắt đá luôn nha, đây cặp mắt đá và có thể chớp mắt nữa. Yeah, em đã ngủ rồi, dậy đi em ơi. Xin chào. Xin chào mọi người nha. Bé bé đi chơi thôi nào. Rồi, bé buồn ngủ rồi, bé lại ngủ nha. Dậy thế nào, cặp mắt xanh rất là dễ thương nha. Em bé 120.000 đồng. Em mặc một cái áo choàng đi tắm nè, rất là dễ thương, có bục đai ở đây nữa nha. Tay chân của em và đây là cái thao tắm của em nè. Rất là đáng yêu luôn. Có cả sữa tắm, bình bú và cái muỗng, nĩa để mà cho bé ăn bột đó mấy em. Đây, bé này thì là 120.000 đồng nha, rất là đáng yêu luôn. Tiếp theo thì chúng ta lại có một em bé nằm thao nữa nha. Và em này chỉ có giá là 75.000 thôi. Đây, em này nước da ngâm nha, da màu. Rồi các em xem nè, cặp mắt vẽ rất là xinh. Đặc biệt là cái miệng đang chơi với cái lưỡi á, lê 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 đó mấy em. Và bộ đồ yếm nha, rất là đẹp luôn. Như thế này, cũng có cái thao. Và cái thao của bạn này á, thì lại còn có những cái vòng nè mấy em. Đó, để mình chơi, rất là dễ thương. Wow, có cả cục xà bông. Rồi một cái bông để tắm cho bé nè. Rồi nha, cái này là để đựng cái bình sữa chắc. Đó, một chai này là chai sữa tắm. Tiếp theo thì còn có cả là vòi nước nè. Một cái nón. Wow, wow, bé ra thì bé như thế này nè. Rất là dễ thương trong cái bộ yếm màu xanh nha. Đây, bộ yếm màu xanh. Có cả cái nón. Úi trời ơi, mở ra cái tóc nè. Cưng quá đi á nha. Đây. Dễ thương quá à. Chỉ có 75.000 này, vừa có một em bé với mái tóc ngộ nghỉnh nè. Em bé có cái nón nữa nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ tắm em bé. Ở đây 75.000 một cái thao ha.
Sau đó mình bỏ em bé vô đây, cho em bé nằm cái đầu ở bên đây nha. Do là mình tắm ở trên YouTube cho nên là mình không có cởi đồ ra ha. Mình sẽ xịt nước. Sau đó chị sẽ lấy cục xà bông nè, chét 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 lên người. Rồi mình sẽ kỳ người cho em bé. Sau đó mình xịt. Rồi mình sẽ bỏ cái này lên gội đầu cho em bé. Đó, lấy cái bông tắm nè, chà. Sau đó mình xịt 75.000 đồng. Sau đó sạch sẽ hết rồi, mình sẽ đội nón và dẫn em bé đi chơi. Đó, dễ thương không? Và như vậy là chị vừa giới thiệu xong với các em là những em búp bê mới nha. Em này thì là 75.000 đồng, em kia là 120.000, em này thì là 180.000. Và hai mẫu búp bê mới này thì là 600.000 đồng nha. Video của chị đến đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Nếu thích đặt hàng thì hãy nhớ xin phép ba mẹ gọi 0937899707 nha. Nhớ là mua em búp bê lớn, do là lịch trên 600.000, cho nên chúng ta sẽ được giảm 50% tiền ship.